Kiểu phó sư tiến sĩ Tống Xuân Thắng là trưởng khoa phẫu thuật đầu cổ, trung tâm ung bướu và phẫu thuật đầu cổ Bệnh viện Đa khoa Trung ương, có thạc sĩ bác sĩ Phạm Anh Tuấn là báo cáo viên. Em xin mời phó sư tiến sĩ Tống Xuân Thắng bắt đầu. Cảm ơn. Vâng, trước hết là chào anh các chị ở các cái đồng cầu. Hôm nay thì chúng ta sinh hoạt với cái chủ đề là ung thư dây thanh, là một ung thư dây quải. Thì trước hết là bác sĩ nội trú Phạm Minh Tuấn sẽ trình bày cái các slide về cơ bản, những kiến thức về lý thuyết cũng như là một vài cái thực tế đang diễn ra ở Việt Tân Học, và sau đó thì chúng ta cùng thảo luận. Xin mời bác sĩ Tuấn. Kính thưa Phó sư tiến sĩ Tống Xuân Thắng, chủ tọa. Kính thưa các thầy cô và quý đồng nghiệp, sau đây tôi xin trình bày chủ đề ung thư dây thanh. Nội dung trình bày gồm có 4 phần: đại cương, giải phẫu ứng dụng, chẩn đoán và điều trị. Đây là một nội dung hết sức khó và dài, tôi xin tóm tắt lại các cái chủ đề chính để chúng ta có thể nắm được. Về đại cương thì ung thư thanh quản là khối u ác tính xuất phát chủ yếu từ lớp biểu mô. Ung thư dây thanh hay là tầng thanh môn thì chiếm từ 50 đến 60%. Tuổi chủ yếu là từ 40 đến 70, giới là nam nhiều hơn nữ, khoảng 10 nam thì gặp một nữ. Chẩn đoán là dựa vào lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn vàng. Điều trị thì phẫu thuật và tia xạ hóa chất. Trước đây bệnh nhân phát hiện giai đoạn muộn thì thường phải cắt thanh quản toàn phần. Gần đây ung thư thanh quản đã được phát hiện sớm hơn rất nhiều, có thể điều trị khỏi từ 85 đến 95%. Ung thư thanh quản giai đoạn sớm được điều trị chủ yếu là điều trị bảo tồn. Về dịch tễ học thì ở Việt Nam tỷ lệ mắc là khoảng 3 trên 100.000 ca một năm. Tuổi là từ 40 đến 70, nhiều nhất là độ tuổi 50 đến 60 tuổi. Về giới thì nam gặp nhiều hơn nữ. Ở Mỹ là khoảng 5 nam gặp một nữ, ở Việt Nam là khoảng 10 nam gặp một nữ. Yếu tố nguy cơ chủ yếu là hút thuốc lá và uống rượu. Sự phối hợp giữa rượu và thuốc lá thì ngày càng làm tăng nguy cơ cao hơn. Các yếu tố bệnh lý tiền ung thư mà chúng ta phải để ý khai thác đó là loạn sản và bạch sản. Papillom thanh quản chủ yếu là HPV type 16 và 18. Một số yếu tố nguy cơ ít quan trọng hơn nhưng mà được nhắc đến như là tràng ngược dạ dày thực quản, tiền sử tiếp xúc với tia xạ, thoát vị thanh quản. Về mô bệnh học của ung thư thanh quản thì đó là u biểu mô ác tính, từ 90 đến 95% là chúng ta gặp, đấy là carcinoma 7. Có thể nói là đa số thì chúng ta gặp đều là carcinoma 7. Các loại khác thì ít gặp hơn như là ung thư biểu mô tuyến, adenocarcinoma thì chiếm khoảng 1% các tế bào khối u. Các u khác thì hiếm gặp hơn như là sarcom, lymphoma, chondrosarcoma. Về phân độ mô học của ung thư thì được chia làm biệt hóa cao, biệt hóa vừa, biệt hóa thấp và không biệt hóa. Như vậy thì càng không biệt hóa thì độ ác tính khối u càng cao. Sau đây tôi xin đi vào phần giải phẫu ứng dụng thanh quản. Giải phẫu của thanh quản thì được chia làm 3 tầng, đó là tầng thượng thanh môn và hạ thanh môn. Về tầng thanh môn thì chúng ta nói đến ngày hôm nay thì sẽ gồm có hai dây thanh, mép trước, mép sau và đáy của buồng thanh thất. Trên hình chúng ta có thể thấy đây là ung thư ở thượng thanh môn. Đây là ung thư ở tầng thanh môn và đây là ung thư ở hạ thanh môn. Các cấu trúc giải phẫu chúng ta phải nắm rõ để ứng dụng ở trong chẩn đoán điều trị ung thư thanh quản. Đấy là thứ nhất là khoang giáp móng thanh thiệt. Khoang giáp móng thanh thiệt chúng ta có thể nhìn thấy trên hình là hình số 7 màu vàng ở đây. Khoang này thì được tạo thành ở phía trước là dây chằng giáp móng, ở phía sau là sụn thanh thiệt và ở phía trên là dây chằng móng thanh thiệt. Thứ hai, cấu trúc thứ hai phải nắm được đấy là nón ăn hồi. Nón ăn hồi chúng ta thấy ở đây hình số 11 màu da cam đây là một tổ chức liên kết từ sụn nhẫn lên cho đến phía đáy của dây thanh. Trên hình chúng ta có thể thấy ba khoang, thứ nhất là khoang giáp móng thanh thiệt vừa nói là ở đây là màu vàng, và thứ hai là hai cái phần màu xanh và màu da cam thì chính là của khoang cạnh thanh môn. Khoang cạnh thanh môn là một khoang rất quan trọng, thì được tạo thành ở phía trước và phía bên là bởi cánh và thành ngoài của thành trong của sụn giáp. Ở phía sau trên là tạo bởi màng tứ giác. Chúng ta thấy hình thứ số 13 ở đây, đây chính là màng tứ giác. Ở phía dưới, sau dưới thì tạo bởi nón ăn hồi.
Như vậy thì nó đàn hồi và màng tứ giác thì đóng vai trò là những cái barrier, tức là những cái hàng rào để ngăn chặn cho ung thư không lan rộng ở giai đoạn sớm của ung thư thanh quản. Sau khi mà vượt qua hàng rào đấy sẽ vào khoang cạnh thanh môn và khoang giáp móng thanh thiệt thì ung thư có thể lan rộng ra ba tầng của thanh quản. Và hai khoang này cũng có liên hệ, là hai khoang này cũng thông với nhau. Tiếp theo một cấu trúc nữa chúng ta phải nắm được trong bệnh học ung thư thanh quản, đấy là mép trước của dây thanh. Mép trước của dây thanh gắn vào với mặt trong của sụn giáp thì gọi là dây chằng Bruy. Và cái dây chằng này thì nó hoàn toàn là gắn vào sụn giáp mà không có màng sụn. Vì vậy là khi mà ung thư xâm lấn vào mặt vào cái dây mép trước này thì nó rất có thể là nó sẽ xâm lấn vào mặt trong sụn giáp và nó phá vỡ, và nó có thể phá vỡ ra ngoài thanh quản. Chúng ta nhìn trên hình đây là dây chằng Bruy, là mép trước của dây thanh hoàn toàn không có màng sụn, trên hình đại thể cũng vậy. Tiếp theo tôi xin đi vào phần chẩn đoán. Chúng ta trước hết là phải khai thác kỹ tiền sử và khám nội soi tai mũi họng kỹ. Về tiền sử thì phải khai thác kỹ tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào và uống rượu, bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, papillom thanh quản, các tổn thương tiền ung thư như bạch sản, hồng sản, loạn sản, các tổn thương tiền ung thư khác, tiền sử ung thư như là ung thư hạ họng hay là ung thư thực quản, ung thư đại tràng, chúng ta đều phải khai thác kỹ tiền sử đã xạ trị và bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Về triệu chứng cơ năng của bệnh nhân, giai đoạn sớm chủ yếu là khàn tiếng, thay đổi giọng nói, hạch cổ cực kỳ hiếm khi xuất hiện giai đoạn sớm, nốt đau, nốt vướng và khó thở khi mà khối u tiến triển. Giai đoạn muộn của ung thư thanh quản, tầng thanh môn thì có thể có khàn tiếng, rối loạn nuốt, nuốt đau, nốt vướng, đau họng, ho, hạch cổ, hoặc là có khó thở thanh quản khi u làm cố định dây thanh và che kín thanh môn. Về thực thể, chúng ta phải khám nội soi tai mũi họng kỹ bằng ống cứng và ống mềm, khám hạch cổ. Tôi xin lưu ý ở đây là khám bằng ống mềm là một phương pháp hiện đại và có thể giúp ích chúng ta rất nhiều khi mà chúng ta soi ống cứng và thanh quản bệnh nhân kích thích hoặc là sụn nắp ngả ra sau nhiều, thì chúng ta phải soi bằng ống nội soi mềm qua đường mũi để có thể đánh giá toàn bộ thanh quản và khối u một cách kỹ lưỡng nhất. Ở đây thì chúng ta phải sinh thiết là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán, và khi sinh thiết thì chúng ta tốt nhất là chúng ta được soi panendoscopy là tiêu chuẩn vàng. Như vậy chúng ta thấy panendoscopy chúng ta đánh giá toàn bộ đường ăn và đường thở, đường hô hấp và tiêu hóa trên, bao gồm là soi thanh khí thanh quản gây mê và soi họng thực quản gây mê. Chúng ta có thể thấy trên hình ảnh đây là phẫu thuật viên soi panendoscopy dùng ống thanh quản và ống khí quản, ống cũng như ống thực quản các độ dài để soi. Mục đích đấy là chúng ta soi chẩn đoán của ống sinh thiết làm giải phẫu bệnh, cũng như là soi đánh giá độ lan rộng của khối u và tìm khối u thứ hai. Cái tỷ lệ khối u thứ hai gặp từ khoảng độ 8-9%. Sau đây thì tôi xin đi vào một cái phần hết sức mới và rất là quan trọng ở trong chẩn đoán và điều trị về ung thư thanh quản hiện nay, đấy là nội soi sử dụng tiếp xúc tăng cường, tiếng Anh là enhanced contact endoscopy. Đây là hệ thống nội soi được sử dụng tại Bệnh viện Tai Mũi Trung ương và được phát minh bởi hãng CanStop. Người ta sử dụng cái ống nội soi với độ phóng đại gấp nhiều lần và có chế độ sử dụng hình ảnh đặc biệt và sử dụng hệ thống 3D. Như vậy thì chúng ta có thể là nhìn thấy là khối u sẽ được đánh giá rõ và kỹ hơn rất nhiều, cho phép và chẩn đoán và điều trị chính xác hơn. Cái chế độ hình ảnh thì gồm có 6 chế độ được hãng CanStop phát minh ra. Thứ nhất là chế độ Clara. Chúng ta nhìn thấy trên hình là có 6 hình ở đây, thì là một một khối u lành tính ở thanh quản nhưng mà được đánh giá bằng ống nội soi tiếp xúc tăng cường. Thì hình A, hình đầu tiên này thì chính là sử dụng ánh sáng trắng bình thường. Hình B là chế độ Clara, là chế độ tăng cường ánh sáng, chúng ta thấy là ánh sáng hơn và nhìn đánh giá rõ hơn. Chế độ C là chế độ kết hợp giữa Clara và Chroma. Chế độ D là chế độ Chroma, là chế độ tăng cường tương phản hình ảnh ở mức độ gần. Chế độ E là chế độ Spectra A. Spectra A này thì nó giống như là cái chế độ ánh sáng giải tần hẹp NDI mà chúng ta có ở trong cái ống nội soi mềm ấy. Như vậy thì là nó sẽ làm cho mạch máu và các cái vùng rìa tổn thương rất là rõ ở trên hình ảnh. Mạch máu và hình ảnh sẽ chuyển sang màu xanh trên ánh sáng xanh. Và cuối cùng là chế độ tiên tiến nhất và hiện đại nhất của hãng CanStop là Spectra B.
Như vậy thì hình ảnh sẽ vừa có độ tương phản, vừa có độ sắc nét và mạch máu như các đường rìa tổn thương nhìn rất là rõ. Vì vậy là trên cái hình ảnh chúng ta sẽ đánh giá được cái hình mạch máu và ở dưới niêm mạc và cái độ rìa của khối u, thì hàng căn của các nhà khoa học đã phân loại ra một cái hình dạng mạch máu ở trên nội soi tiếp xúc tăng cường, và chúng ta có thể đánh giá được tổn thương của cái vùng khối u đấy cũng như là tổn thương đấy thì nó là lành tính hay nó là viêm hay nó là ung thư. Thì người ta phân độ không đấy là niêm mạc bình thường, thì chúng ta lại thấy là hình ảnh các cái mạch máu nó chạy thẳng và song song. Tiếp 1 thì là viêm, mạch máu tăng sinh và tăng động hơn. Tiếp 2, mạch máu nổi lên hình như là hình que kẹp tóc nhưng mà vẫn còn thẳng, thì nó là tăng sản và quá sản. Tiếp 3 thì đấy là loạn sản mức độ vừa. Chúng ta có thể thấy là hình ảnh kẹp tóc nhưng mà nó đã phía dưới của các mạch máu nó xoắn lại. Và thứ tư lấy là loạn sản độ cao hay là carcinoma 7. Đấy là mạch máu nó xoắn lại và hình thành cây, nó mất đi cái hình ảnh kẹp tóc. Trên đây là hình ảnh ung thư biểu mô vẩy carcinoma ở trên nội soi tiếp xúc tăng cường. Thì một khối u ở toàn bộ dây thanh bên phải lan ra mép trước, xong dây thanh trái và lên thượng thanh môn. Thì chúng ta có thể thấy là trên hình ảnh A là chế độ Clara là tăng cường ánh sáng, chúng ta nhìn rất rõ tổn thương. Trên hình ảnh B là chế độ Clara và Chroma vừa tăng cường ánh sáng vừa tăng cường tương phản. Chế độ Spectra A ở hình ảnh C là tất cả giống như là ánh sáng giải dần hẹp, là hình ảnh một tổn thương và vùng rìa tổn thương cũng như ranh giới đánh giá rất kỹ. Cuối cùng là chế độ D là chế độ Spectra B, chúng ta nhìn được toàn bộ khối u và độ tương phản và độ sắc nét rất cao. Khi chúng ta dùng nội soi tiếp xúc tăng cường áp sát vào khối u nhìn được mạch máu ở dưới niêm mạc thì chúng ta thấy là mạch máu nó hình xoắn lại và hình cành cây, như vậy ở đây chính là carcinoma 7. Cái độ sóng đại là độ sóng đại gấp 60 lần bình thường. Sau đây thì tôi xin trình chiếu một video để chúng ta cùng xem, chính là video của hãng CanStop về hệ thống nội soi tiếp xúc tăng cường đã được ứng dụng tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Đây chính là chế độ Clara. Và đây là chế độ Spectra A và Spectra B. Chúng ta có thể đánh giá được toàn bộ khối u một cách hết sức sắc nét, cho phép đánh giá vùng rìa tổn thương để chúng ta có thể cắt và điều trị hết sức chính xác. Và đây là hình ảnh một khối u khác ở bệnh nhân khác cũng được sử dụng nội soi tiếp xúc tăng cường để đánh giá vùng rìa. Và khi chúng ta tiếp xúc một khối u đây, chúng ta nhìn thấy là nổi với độ phóng đại từ 60 đến 100 lần thì mạch máu đã hiện rõ và mạch máu hình xoắn và hình cành cây. Như vậy đây chính là ung thư biểu mô vẩy và đánh giá rất rõ vùng rìa tổn thương. Và tôi xin tiếp tục để chúng ta đi vào giai đoạn của khối u. Đối với ung thư ở thanh môn thì T1 là giới hạn ở di thanh và dây thanh di động tốt, T1A là một dây thanh, T1B là hai dây thanh. Đối với độ T2 là mở rộng
lên thượng thanh môn hoặc hạ thanh môn và hạn chế hoặc là hạn chế di động dây thanh. Đối với T3 là cố định dây thanh hoặc là xâm lấn khoang cạnh thanh môn hoặc là một phần trụ giáp. Đối với T4 là mở rộng ra ngoài thanh quản. Về giai đoạn hạch cổ, N0 là không có hạch, N1 là một hạch và nhỏ hơn 3 cm, N2A là từ 3 đến 6 cm nhưng mà chỉ có một hạch thôi, N2B là nhiều hạch ở một bên và dưới 6 cm, N2C là nhiều hạch ở hai bên và dưới 6 cm, N3 là hạch lớn hơn 6 cm, M0 là không có di căn và M1 là có di căn. Trên đây là bảng giai đoạn, phân loại giai đoạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4, chúng ta có thể nhìn thấy. Về cận lâm sàng thì chẩn đoán hình ảnh đối với CT và MRI là quan trọng nhất để đánh giá được xâm lấn của khối u, hạch cổ, xâm lấn dưới sụn giáp. CT cổ có hàn quang với tư thế bệnh nhân hít thở nhẹ nhàng thì dễ chẩn đoán và ít được ứng nhiễu. Tốt nhất là sử dụng lát cắt mỏng 1 mm để có thể đánh giá toàn bộ thanh quản. MRI thì có đối quang từ thì được đánh giá để xâm lấn tốt trong cái trường hợp xâm lấn sụn giáp và bổ trợ CT. Trên đây là hình ảnh CT có hàn quang và MRI. Chúng ta thấy hình bên trái là CT cổ có hàn quang, đánh giá được khối u là một toàn bộ tổ chức ngấm thuốc ở hai bên dây thanh lan mép trước và phá vỡ mà sụn giáp ra phía trước, hình mũi tên. Bên tay phải là hình ảnh MRI cổ của đối quang từ, chúng ta thấy là khối ung thư đã phá vỡ sụn giáp lan ra phía trước và phía bên của cổ, xâm lấn vào cơ ức giáp và cơ ức móng. Chúng ta nhìn thấy trên MRI thì hình ảnh phá vỡ gánh trụ giáp rất là rõ. Về điều trị thì điều trị ung thư thanh quản thì chúng tôi được chia thành giai đoạn sớm và giai đoạn muộn. Ở đây tôi xin nhấn mạnh vào giai đoạn sớm vì là nó là cái mấu chốt của chúng ta ngày hôm nay. Về ung thư thanh quản giai đoạn sớm theo cái guideline của NCCN, tức là Hội Ung thư Hoa Kỳ, thì người ta sẽ chia thành là điều trị cho ung thư vi xâm nhập, ung thư thanh quản giai đoạn điều trị bảo tồn được T1, T2, N0 hoặc là một số T3. Các giai đoạn T3 mà phải cắt toàn phần với N0, N1. Giai đoạn T3 phải cắt toàn phần với N2, N3, T4A và T4B trở lên. Thì tôi xin chú trọng vào cái ung thư thanh quản ở giai đoạn vi xâm nhập. Chúng ta có thể điều trị nội soi cắt dây thanh laser hoặc là xạ trị đơn thuần. Và với những ung thư thanh quản giai đoạn T1, T2, N0 hoặc là T3, N0, một số cái cụ thể, chúng ta có thể xạ trị đơn thuần hoặc là cắt thanh quản bán phần hoặc là cắt dây thanh laser có nạo vết hạch kèm theo. Nếu mà không có những yếu tố nguy cơ, không có những yếu tố bất lợi, chúng ta có thể theo dõi sau khi mà phẫu thuật. Còn nếu có các yếu tố bất lợi như là phá vỡ hạch, phá vỡ vỏ, có vùng rìa dương tính hoặc là vùng rìa sát hoặc là xâm lấn vào thần kinh mạch máu thì chúng ta sẽ phải điều trị xạ trị. Nếu mà vùng rìa dương tính thì chúng ta phải cắt lại cho đến khi là vùng rìa âm tính, hoặc là nếu không cắt được phải xạ trị đơn thuần. Và các yếu tố khác, các yếu tố bất lợi như chúng tôi vừa kể trên thì cũng phải xạ trị. Mục đích của điều trị ung thư thanh quản giai đoạn sớm đấy là điều trị khỏi, bảo tồn giọng nói, bảo đảm đường thở và giảm tỷ lệ tái phát. Thì ba cái phương pháp điều trị chính của ung thư thanh quản tường thanh môn giai đoạn sớm đấy là cắt dây thanh laser, mở sụn giáp cắt dây thanh và xạ trị đơn thuần. Chúng ta lựa chọn phương pháp nào thì hoàn toàn dựa vào các yếu tố là tuổi, chất lượng giọng nói của bệnh nhân mong muốn sau mổ, giai đoạn khối u có bộc lộ động mạch trước hay không, trình độ phẫu thuật viên, điều kiện ở cơ sở bệnh viện, máy móc thế nào, giá thành thế nào. Tôi xin đi vào phần cắt dây thanh laser. Thì đây là một phương pháp hết sức hiện đại và được áp dụng rộng rãi. Thì đó là chỉ định cho T1A, T1B. T2A trong những trường hợp u lan từ thanh môn đến thượng thanh môn, di động hai dây thanh bình thường. Chống chỉ định, đấy là các trường hợp mà không bộc lộ được toàn bộ khối u, như là răng vẩu, há miệng hạn chế, cung hàm dưới hẹp ngang, quá phát củ xương hàm dưới, lưỡi dày, hạn chế ngửa đầu do thoái hóa khớp, chẩm đội, hay là tiền sử hóa xạ trước đó làm cứng cơ cổ. Trên đây là hình ảnh bệnh nhân được cắt dây thanh laser. Thì cắt dây thanh laser được là chia là 4 loại: cắt dưới niêm mạc, cắt dưới dây tràng thanh âm, cắt qua lớp cơ và cắt toàn bộ dây thanh. Thì trên hình ảnh chúng ta có thể thấy là
Đây là bệnh nhân ung thư thanh quản được cắt toàn bộ dây thanh và đây là sau mổ. Sau đây thì tôi xin trình chiếu video cắt dây thanh laser. Đây là hình ảnh cắt dây thanh laser được sử dụng hệ thống nội soi tiếp xúc tăng cường. Và đây là hình ảnh sau mổ vùng gì tổn thương mà có nghĩa là rìa sát, vì vậy là giáo sư người Ý đã phải cắt lại tổn thương vì vùng gì là sát. Tôi xin đi vào phẫu thuật tiếp theo là phẫu thuật mổ sụn giáp các dây thanh. Thì bệnh nhân sẽ được mổ khí quản trước, sau đấy sẽ phẫu thuật mổ sụn giáp các dây thanh và chỉ định. Đấy là bệnh nhân T1A có chống chỉ định của soi treo. Về chống chỉ định là T1A có lan đến mép trước hoặc mép sau, u từ độ T2 trở lên. Như vậy chúng ta có thể thấy là phẫu thuật mổ sụn giáp các dây thanh là một phẫu thuật có chỉ định rất là hẹp. Vì vậy là càng ứng dụng phẫu thuật này càng ngày càng hạn chế. Bệnh nhân sẽ được mổ khí quản, sau đó bổ đôi sụn giáp, sau đó cắt toàn bộ khối u và dây thanh kèm theo. Về phương pháp thứ ba, đấy là xạ trị đơn thuần. Nó được áp dụng cho trường hợp T1, T2 và một số trường hợp ung thư thanh quản T3. Liều xạ thì sẽ là 2 gray một ngày, 5 ngày một tuần, với tổng liều từ 60 đến 70 gray. Thì tất cả những xạ trị này đã được thường quy tại Bệnh viện Tai Mũi Trung ương. Vùng cổ cũng nằm trong trường chiếu, nên nếu mà hạch dương tính hoặc là ung thư thanh quản có nguy cơ di căn hạch cổ trên 30%, u lan từ thượng thanh môn hoặc là hạ thanh môn. Tôi xin đi vào phần ung thư thanh quản giai đoạn muộn. Thì các phẫu thuật, tôi xin nêu ba phẫu thuật, đấy là nạo vét hạch cổ, cắt thanh quản bán phần trên nhẫn tạo hình CHFP và cắt thanh quản toàn phần. Thì đối với phẫu thuật nạo vét hạch cổ thì chia làm 5 loại. Thứ nhất là nạo vét hạch cổ tiệt căn, là chúng ta sẽ nạo từ nhóm 1 đến nhóm 5. Tĩnh mạch cảnh trong được lấy đi, dây 11 được lấy đi và cơ là chúng được cắt đi. Thứ hai là nạo vét hạch cổ tiệt căn mở rộng, thì giống như tiệt căn nhưng mà chúng ta lấy thêm các tổ chức như mạch máu, thần kinh, cơ và da. Thứ ba là nạo vét hạch cổ tiệt căn cải biên, thì chúng ta nạo từ nhóm 1 đến nhóm 5 và giữ lại một trong các cái cấu trúc như là dây 11, cơ đường trũng và tĩnh mạch cảnh trong. Nên nạo vét hạch cổ tiếp theo là chọn lọc, thì chúng ta nạo vét và để lại ít nhất một nhóm hạch. Và cuối cùng là nạo vét hạch cổ siêu chọn lọc, thì chúng ta chỉ nạo nhóm 1 đến 2 nhóm liền kề nhau thôi. Về chỉ định của nạo vét hạch cổ chọn lọc, thì sau đây tôi chỉ trình bày nạo vét hạch cổ chọn lọc vì đây là cái phẫu thuật hay được ứng dụng ở trong ung thư thanh quản và thời gian không cho phép nhiều. Như vậy thì chỉ định của nạo vét hạch cổ chọn lọc đấy là N0 nhưng mà có tỷ lệ di căn hạch trên 15-20%, mổ đường ngang cổ để tiếp cận khối u và phẫu thuật cần nối vi mạch và làm vạt tự do. Trường hợp N1, N2 nhưng mà hạch chưa cố định hoặc là hạch còn sang hóa chất và xạ trị. Về dẫn lưu bạch huyết của thanh quản thì sẽ dẫn lưu ở nhóm 2-3-4, vì vậy là chúng ta sẽ nạo vét hạch cổ chọn lọc nhóm 2-3-4 đối với ung thư thanh quản từ thanh môn. Chúng tôi xin đi vào phần tiếp theo, đấy là cắt thanh quản bán phần trên nhẫn có tạo hình nhân móng thanh thiệt Cricohyoido epiglottoplasty. Thì phẫu thuật này thì đã được phó giáo sư tiến sĩ Tống Xuân Thắng thực hiện rất nhiều tại khoa ung bướu và phẫu thuật đầu cổ và là một thương hiệu của thầy. Đây là một phẫu thuật hết sức là thành công để chúng tôi đã điều trị rất nhiều bệnh nhân ung thư thanh quản và vừa bảo tồn được giọng nói lại vừa vừa bảo tồn được về mặt ung thư học.
Vậy chỉ định đấy là ung thư thanh môn giai đoạn T2, u lan tổng thượng thanh môn, lan ít xuống hạ thanh môn, dưới 10mm đối với phía trước hoặc là dưới 5mm phía sau, di động hai chân thanh bình thường hoặc là giảm nhẹ. Thứ hai là một số ung thư T3 chỉ có cái trường hợp là u mép trước lan vào sụn giáp nhưng mà chưa hết chiều dày bản sụn, chưa cố định sụn phễu vân bệnh. Chống chỉ định của phẫu thuật này thì thứ nhất là u lan hạ thanh môn quá nhiều trên 10mm phía trước hoặc là trên 5mm phía sau. Thứ hai là u làm cố định sụn phễu. Thứ ba là u xâm lấn khoang trước thanh thiệt. Thứ tư là u lan hố lưỡi thực thiệt thành bên họng, đáy lưỡi, vùng liên phễu hoặc là vùng sau nhẫn. Thứ năm là u xâm lấn sụn nhẫn. Trên đây là một số cái hình ảnh về cái phẫu thuật CSEP này. Thì chúng ta sẽ bộc lộ thanh quản cắt ngang qua sụn giáp, sau đấy là mở vào thanh quản thì cắt khối u, và sau đấy chúng ta tạo hình bằng cách là cố định nhẫn móng thanh thiệt, khâu cố định tất cả thành và thành một khối. Tiếp theo nữa là phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần. Thì cắt thanh quản toàn phần là một phẫu thuật tiêu chuẩn cho những ung thư thanh quản giai đoạn muộn. Thì các ung thư thanh quản từ độ T3 trở lên hoặc là độ T2 nhưng mà có chống chỉ định cắt bán phần. Ví dụ như là bệnh nhân có bệnh lý hô hấp, chức năng thông khí kém, nguy cơ nuốt sặc cao sau mổ cắt bán phần thì chúng ta không cắt được bán phần mà phải cắt toàn phần. Thứ hai là cắt toàn phần được chỉ định cho những trường hợp ung thư thanh quản tái phát tại chỗ sau xạ trị đơn thuần hoặc là sau phẫu thuật cắt bán phần. Chống chỉ định thì không có chống chỉ định tuyệt đối mà chỉ có các chống chỉ định của phẫu thuật gây mê nói chung. Ví dụ như là bệnh nhân có bệnh lý toàn thân, rối loạn đông máu, rối loạn chức năng gan thận, bệnh lý hô hấp tim mạch mà không thể gây mê được 3-4 tiếng liên tục. Trên đây là một số hình ảnh tóm tắt phẫu thuật. Trước khi mà chúng ta cắt thanh quản toàn phần thì chúng ta phải nạo vết hạch. Sau đó là chúng ta cắt cơ vai móng. Sau đấy là cắt tuyến giáp, cắt qua eo giáp để bộc lộ toàn bộ thanh quản. Sau đấy là chúng ta bộc lộ đầu trên và đầu dưới của thanh quản, cắt toàn bộ thanh quản kèm theo khối u. Sau đó là chúng ta sẽ khâu phục hồi ống họng theo các lớp. Về xạ trị bổ sẹo sau phẫu thuật thì u mổ giai đoạn tiến triển xa tại chỗ và tại vùng chúng ta phải xạ trị. Kết quả sinh thiết vùng rìa dương tính, hoặc là bệnh nhân có hạch cổ di căn và vỡ vỏ, hoặc là bệnh nhân có nhiều hạch cổ di căn, hoặc là khi u lan hạ thanh môn. Một phương pháp điều trị nữa đã được ứng dụng rộng rãi tại khoa ung biếu và phẫu thuật đầu cổ đấy là hóa trị. Thì hóa trị có thể được sử dụng trong điều trị ung thư thanh quản và phối hợp với xạ trị. Có hai loại, đó là hóa trị bổ trợ trước thì chúng ta dùng phác đồ CF và TCF. Với hóa xạ trị đồng thời, phác đồ thường sử dụng đấy là cisplatin truyền tĩnh mạch một lần một tuần trong thời gian xạ trị. Và cuối cùng là điều trị palliative, tức là chúng ta là chỉ điều trị khi mà không thể phẫu thuật và cũng không thể điều trị triệt để khối u, mà chỉ điều trị để giảm nhẹ cho bệnh nhân thôi. Đối với trường hợp u lan quá rộng, di căn xa. Như vậy kết luận, ung thư dây thanh là ung thư thường gặp nhất ở ung thư thanh quản. Điều trị sớm thì tỷ lệ khỏi cao. Chẩn đoán và điều trị thì ngày càng được cải tiến hiện đại bên cạnh các phương pháp kinh điển. Nội soi tiếp xúc tăng cường, hóa xạ trị là các phương pháp mới được áp dụng tại bệnh viện Tam Hữu Trung ương. Các phương pháp truyền thống như là cắt thanh quản bán phần tạo hình CSEP, cắt thanh quản toàn phần vẫn phát huy hiệu quả cao đối với các ung thư thanh quản giai đoạn muộn. Phần trình bày của tôi đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các quý đồng nghiệp đã lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Tuấn đã trình bày vắn tắt đấy, thì là một phần vắn tắt về cái điều trị ung thư thanh quản đó. Những cái kỹ thuật này thì cũng có thể, kỹ thuật phẫu thuật đấy thì nó cũng có thể áp dụng cho các cái khối u ở các tầng khác nhau, nhưng mà nó cũng có cái sự đan chéo giữa cái tầng thanh môn và tầng thượng thanh môn. Hạ thanh môn thì chúng ta không tính đến bởi vì là cái lượng khối u nó cũng rất ít đó. Thì đấy là những cái nét tổng quan về cái điều trị hiện tại và điều trị trong tương lai. Nhất là điều trị trong tương lai mình có cái 3D các bạn nhìn xem cũng rất ấn tượng, thì ở viện Tam Hữu cũng đã bắt đầu điều trị. Bây giờ thì chúng tôi muốn các anh em, các bạn đồng nghiệp ở các cái đơn vị khác, mình có những cái gì về hỏi về tham khảo áp vào cái bàn luận gì thêm thì chúng ta cho ý kiến nhé.
Bây giờ chúng tôi chỉ định luôn ở bệnh viện mà gọi là bệnh viện đa khoa các tỉnh ở Quảng Nam đúng không? Các bạn rất là chăm chỉ. Vậy thì các bạn cho ý kiến ạ. Còn các anh có thể nói to hơn một chút không ạ? Ở đây nghe không ạ? Đúng rồi, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn ở Quảng Nam và rất nhiều các tỉnh khác. Chúng tôi vừa rồi có triển khai cái 1816 hoặc là triển khai nói chung là chọn gói đấy cho tất cả các cho những cái đơn vị yêu cầu thì chúng tôi đã thực hiện cho một vài đơn vị và tôi thấy rằng là cái bệnh viện đa khoa Thanh Hóa là tiếp cận được cái kỹ thuật này rất tốt và các bạn ấy cũng đã làm được rất nhiều các cái phần ở trong cái kỹ thuật này rồi. Rất tiếc là Thanh Hóa này không thấy có mặt. Thế thì chúng tôi không trình bày lại nữa những cái vấn đề ấy, nhưng mà theo bạn em tên gì nhỉ? Thế thì theo em thì ở trong cái nơi, trong các cái vấn đề ở chỗ em vừa mới trình bày đấy, thì bây giờ ở trong ấy là đang có cái gì có vẻ như là chưa thực hiện được tốt không? Trong phương diện chẩn đoán thôi, chứ đúng rồi, chúng tôi chưa nói đến phương diện điều trị rồi, đúng không ạ? Em hiểu ý câu hỏi không nhỉ? Tức là trong cái phương diện chẩn đoán đấy và cái hướng để chẩn đoán đấy, thì ở trong ấy các em đã làm chưa, và đã làm rồi thì làm được tương đối thành thục chưa, và có khó khăn gì không? Đúng rồi. Các em soi thứ nhất thì tôi bổ sung thêm một tí nữa là thật ra thì đấy là bệnh nhân có triệu chứng là một này. Triệu chứng ở đây là khàn tiếng đó. Và thứ hai nữa là mình phải tính đến yếu tố nguy cơ. Bởi vì là với cái sinh thiết của mình ấy, thì đôi khi bằng cái sinh thiết không thì cũng đã gây tổn thương dây thanh một cách, có khi là người ta không có yếu tố nguy cơ mà em sinh thiết vào ấy, sinh thiết vào papillom hay sinh thiết vào polyp hoặc là hạt sơ chẳng hạn, thì về sau này nó để lại cái hậu quả cũng rất nặng nề. Đấy là cái vấn đề mà chúng mình cần phải để thảo luận ở cái mức độ ở các cái đơn vị khác thôi. Thì chúng ta có yếu tố nguy cơ đã và có triệu chứng đã và có cái biểu hiện lâm sàng với khối u sùi đã thì chúng ta sinh thiết rồi. Đến đây tức là ba cái yếu tố đấy dẫn đến cái sinh thiết. Xuyên hiểu ý không?
kiểu gì trên anh nhỉ? Môn là phải yếu tố, môn là triệu chứng đó này, triệu chứng thì nó mới đến người ta mới đến mình, phải không ạ? Hai là mình khai thác ngược lại mình thấy yếu tố nguy cơ này, và ba là mình thấy cái tổn thương như là Tuấn vừa mới cho mô tả thì mình sẽ tiến hành mình chi tiết, đúng không nào? Đúng không nào? Đồng ý không? Ừ, đấy. Vậy trong cái ba cái bước ấy thì em hay gặp gấp cái bước gì nhất? Và có gặp không? Có gặp không nã? Và hay gặp thì gặp ở bước nào? Là nó bị nhiều tổn thương, là tổn thương là tôi không có bị được, là thực sự là nó đã thức không, cho nên là rồi em xin phép rồi, nhưng mà tức là nó đã dừng lại với chỗ em xin phép rồi, nhưng mà ba bước ấy em đã dừng lại bước xin phép đấy rồi. Trong ba bước ấy em hay gặp vấn đề chứ, bước nào nhất có gặp cái vấn đề gì không, có gặp khó khăn gì ở trong trong ba, một trong ba bước ấy, hoặc là hai hoặc ba trong ba bước ấy không? Nhưng chỗ đấy thì em xin phép được bao nhiêu ca rồi? Khoảng mười ca. 10 ca ấy thì em thấy có khó khăn gì? 10 ca đấy em có khó khăn gì không? Là cái mẫu hình ảnh đôi khi là hình ảnh thì đáng tính, nhưng mà đôi khi sẽ diễn ra thì nó không cho ra quả cho nó quên sản. Đấy là vấn đề, phải không ạ? Đấy là vấn đề mà chúng ta phải, chúng ta tôi vẫn cần đến, nếu các em làm đến đến cái bước đấy thì đấy là vấn đề lớn nhất của chúng ta, phải không ạ? Đồng ý không? Khi em nhầm em nghĩ là cái ung thư này rồi, nhưng mà là hoặc là em xin phép nó ra cái khác, hoặc là kết quả nó lại không đúng với lại cái bản chất của nó. Vậy thì em có cái biện pháp gì để khắc phục cái này không? Dạ, em cho giải thế nào? Là làm một tháng thời gian sẽ quay lại sẽ theo dõi rồi. Đấy là một vấn đề các bạn ạ. Được, chúng ta cứ treo cái thắc mắc mà bạn Xuyên đã gặp phải ở bệnh viện ở Quảng Nam, phải không ạ? Các nơi khác, tạm tí nữa chúng ta sẽ thảo luận luôn. Các nơi khác. Tỉnh Khánh Hòa. Vâng, xin mời bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Các bạn có vấn đề gì không? Có làm không và có gặp vấn đề gì không? Xin mời bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Nếu có thì bạn có, và nếu không thì các bạn không, để chúng tôi chuyển sang bệnh viện khác ạ. Đây là bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Nếu mà có những vấn đề, có những trường hợp, những
cái chỗ của em chưa có thương có thể có bệnh gì chưa em tên gì nhỉ? Chỗ em có thể có bệnh chưa? Không đang nói là có bệnh gì không? Để có bệnh tức là cái chỗ để người ta phải đến đăng ký hay đăng ký, chứ mình chưa nói đến cái chuyện là mình mổ hay là không mổ. Có thì vậy thì giải phẫu bệnh có đủ sức để cho em phân biệt đây là ác tính hay lành tính hay là chỉ có nghi ngờ? Đủ sức thì cứ coi là thế là nhiệm vụ ấy là đủ của họ rồi chứ đúng không? Và của em thì có khó khăn gì ở cái mức ở cái bước, tức là đấy như bạn là như anh Xuyên anh có nói đến cái ba cái bước của ở trung tâm của Nam đấy phải không ạ? Thì ở chỗ em ấy một câu hỏi tương tự đặt ra là các em có cái khó khăn gì trong thực hiện các bước hay không trong thực tế? Em ấm mực ống mày không cứng, ống mày em cứng. Ống cứng thì dụng cụ có gì đặc biệt đâu? Dụng cụ thì không có gì đặc biệt em, chỉ cần một cái ống phai thậm chí của anh chẳng cần phải có kính hiển vi ạ, đúng không? Thì cần ống kính là ống kính là cái tay sinh thiết nó không có gì đâu, phải không ạ? Rồi bệnh viện Khánh Hòa thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt lắm, phải không ạ? Đối bạn Quân bệnh viện gì đây tiếp theo? Mỹ Đức chưa có đúng không? Thế thì các em mới chỉ dừng lại bước 2 phải không ạ? Các em nhớ nhá, bước 2 là gì nào? Gì nữa? Không. Em có nhắc thử nhắc lại ba cái bước của bệnh viện của anh Xuyên ở bệnh viện Quảng Nam không? Và khi thầy đã tổng kết lại đấy thì có ba cái bước đấy là cái gì nào? Đầu tiên không thể làm nội soi được vì em không thể nội soi cho toàn tỉnh được. Đó, chính xác. Quan trọng nhất là khi bệnh nhân có triệu chứng thì khai thác yếu tố nguy cơ, đồng ý không? Hoàn toàn mình có thể làm được, đấy là kiến thức của đa khoa rồi. Thế kiến thức của chuyên khoa mình tiếp theo một bước nữa là gì? Không phải nội soi được cơ. Bấm thì em vừa mới bảo rồi, của em không có giải phẫu bệnh, stop không bấm. Vậy thì mình chỉ dừng lại ở cái mức độ 1 là khi bệnh nhân có cái triệu chứng ở đây là cái gì nào? Hàm tiếng ở ngoài. Nếu triệu chứng hàm tiếng mà chúng ta khai thác ngược lại, ông này có hút thuốc lá, có uống rượu, có khàn thỉnh thoảng, khàn từ lâu rồi, ví dụ như thế. Đó mà. Thì đến bước thứ hai nữa là chúng ta khám để phát hiện các tổn thương. Tổn thương đây kia kìa. Tổn thương chúng ta nhìn trên hình đó ạ. Các em có nhìn thấy trên hình không nhỉ? Đó, tổn thương.
thì đây là những cái tổn thương mà giai đoạn tương đối sớm. Rất tiếc là chúng tôi không chuẩn bị những cái câu để đáp ứng cái câu hỏi của các bạn, để chúng tôi đưa những cái tổn thương rất phong phú và các cái giai đoạn muộn hơn nữa. Đấy là em là tên gì nhỉ? Em là Trung. Trung. Em là Trúc. Trúc bệnh viện Mỹ Đức hả? Trung Mỹ Đức hả? À. Rồi cảm ơn Trung. Tiếp. Sơn La. Nào thì Sơn La, nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Bây giờ Sơn La lên tiếng đi, hay là bỏ đấy rồi chạy hết rồi. Chạy nha. Bệnh viện Sơn La đây nhà ấy mà không có người. Sơn La không có người. Đấy các em thấy chưa? Người ta lên như thế thôi nhưng mà chỗ nét. Không có người đúng không? Người ta lên để kiểu đánh trúng cái tên thôi. Rồi, tiếp bỏ qua bệnh viện Sơn La. Bệnh viện Gia Lai 311. Mời các bạn. Bệnh viện này cũng đánh trúng biên tên phải không ạ? Đó. Người ta lên tâm mò được ngay. Nên để giả vờ lên thế thôi chứ không có người. Đấy chưa? Các em thử xem đi, các em đâu có phải tin tưởng người ta. Tiếp tục tiếp theo bệnh viện Hưng Yên. Không, cũng thế. Bệnh viện Hưng Yên. Bệnh viện trẻ em Hải Phòng thì chơi chơi một tí thôi, các bạn quan tâm. Cũng không. Trẻ em Hải Phòng là lên học từ mùi âm thanh. Hải Phòng. Tên là Hải Phòng Bích Vô Cám. À, người ta cũng nghe được đúng không? Dạ, nghe được đúng không? Ừ, thì biết rồi nhưng mà thì mình biết nhưng ít nhất là phản hồi nhưng mà phải có chuyện đấy. Mình có tìm ra được thực trạng vấn đề mà. Bây giờ hết tất cả các cái cũng chúng tôi cũng biết là một số đầu cầu chỉ nghe được thôi hoặc chưa có phản hồi phải không ạ? Thì chúng ta quay ngược lại cái vấn đề của bác sĩ Xuyên và một phần của bác sĩ Quân, nhưng mà bác sĩ Quân ở Khánh Hòa nói chưa rõ, đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy tổn thương nhưng nó lại không ra cái ung thư cho mình thì làm thế nào. Thì lúc ấy các bạn có ba cái thái độ như thế này các bạn nhé. Thái độ thứ nhất mà mình chủ động ngay từ đầu ấy, đó là khi mình xin thiết thì xin thiết hơi sâu một chút và nhiều mảnh ở nhiều vị trí khác nhau. Đó là vì sao mà chúng tôi nói rằng khi mình xin thiết mình đã quyết định đây là cái trường hợp xin thiết chứ đây không phải là phẫu thuật chức năng nữa, thì chúng ta cũng mạnh dạn chúng ta xin thiết. Ví dụ như là cái trường hợp và vấn đề thì cái trường hợp ở phía trên ở chân đấy hiểu không ạ? Thì không ảnh hưởng đến chức năng thanh quản, chúng ta có thể làm vài miếng ở đấy. Mà các thầy ở Việt Nam Long hay nói là cái gì các bạn biết không? Nào, thì chúng tôi nói đùa là trăm bó thuốc thế nào cũng bứa được con đấy, hiểu không? Chúng ta xin thiết 3 lần thì đổi 3 lần thành 1 lần chúng ta xin thiết 3 mảnh, công cũng thế thôi. Thì thế nào cũng tóm được một cái xác suất mà mình tóm được ung thư đó nhiều hơn. Đó ạ. Đấy là các cái vấn đề của cái xin thiết. Thứ đấy là vấn đề thứ nhất là chúng ta nên xin thiết nhiều mảnh chứ chúng ta không xin thiết một mảnh. Mảnh đủ to để cho các bác sĩ giải phẫu bệnh người ta đọc. Cái thứ hai hay tình huống thứ hai hay gặp đó là chúng ta có thể gửi đi nơi khác. Nếu như bệnh nhân cũng đã có những cái dấu hiệu của ung thư khá rõ rồi mà mình không sinh thiết được, thì cái việc mà anh sinh thiết lần nữa
nó cũng lại lặp lại cái sai của đúng cái lần mà mình vừa làm thôi, hoặc là dạng có bệnh người ta cũng đọc không tốt, hoặc là cái bấm của mình cũng khó khăn trong cái việc phục vụ, vừa là trang thiết bị của mình bấm không tốt thì chúng ta gửi sớm đi. Cái thứ ba nữa mà chúng ta cần phải lưu ý ở trong trường hợp này, đó là chúng ta khám lại định kỳ, khám lại định kỳ, phải không? Chúng ta khám lại định kỳ bệnh nhân. Định kỳ thì chúng ta tùy vào từng trường hợp thôi. Có những cái trường hợp như Sơn La, các bạn bảo một tháng bệnh nhân đến thì chắc là người ta chỉ vừa về nhà thôi, người ta đến ngay, ví dụ như thế. Thì mình tùy từng địa phương nào. Nhưng thông thường là cứ một tháng, sáu tuần ta thăm khám lại. Và nếu có nghi ngờ thì sao? Thì chúng ta lại xin thiết. Nhưng chúng tôi cũng gặp thấy các bạn gặp khó khăn như thế này. Những cái tổn thương mà bên cạnh nó gần giống ung thư thì phải giải phẫu bệnh, nó cũng phải tương đối mạnh mới đọc được. Ví dụ nấm, ví dụ như là lao thì giải phẫu bệnh tương đối mạnh thì mới đọc được. Chứ không thì cũng rất khó, không phải dễ. Đấy là chúng ta cần phải tính đến khi mà chúng ta sinh thiết. Đó là cái vấn đề của bạn Xuyên, đúng không bạn Xuyên? Xuyên đâu rồi? Đấy, coi em thấy đúng không nói nào? Còn có những ai còn cái gì để trao đổi không các em? Rồi. Baby. Có mời anh đâu có hỏi ạ. Tức là em muốn nói là cái khó khăn ở cái số nắp gì đi chết đi. Cái sự nắp thì mình cứ tạm thời mình phân biệt đến là cái mặt thanh quản của sự nắp và mặt lưỡi của sự nắp. Thường chúng ta gặp khó khăn trong sinh thiết ở cái mặt thanh quản của sự nắp, đúng không? Cái mặt mà nó trông người thanh quản ấy, đúng không nhỉ? Đấy là vấn đề muôn thuở đấy các em. Về cái phát lavanger, tức là cái mặt thanh thiệt, mặt thanh quản của sụn nắp ấy, thì thông thường là rất là khó ở cái ống sinh thiết của chúng ta, ống thường. Thì tất nhiên là càng xè thì dễ hơn các em ạ. Đấy là một cái khó thôi. Thì sụn nắp chúng ta có thể sinh thiết gián tiếp được đấy. Cái Franken chúng ta bấm gián tiếp có khi lại dễ hơn là trong trường hợp mà bệnh nhân gây tê tốt là chúng ta bấm dễ hơn là chúng ta nội soi bằng cái ống và soi thông thường ống spatin lavanger, tức là cái spatin thanh quản, đó là chúng ta soi hơi khó. Chúng ta lưu ý như thế. Thế còn ở mặt lưỡi thì còn đơn giản hơn. Các địa phương khác các em ơi, rất nhanh lên, mình không có nhiều thời gian. Chúng ta có vấn đề gì không? Tóm lại thì chúng ta, tôi nhắc lại là chúng ta chỉ dừng lại, các ở địa phương khác thì chỉ dừng lại ở 3 bước đấy thôi. Một là khai thác tiền sử, phải không ạ? Hai là thăm khám để phát hiện các cái tổn thương. Và thứ ba nữa, ở các cơ sở có cái giải phẫu bệnh thì chúng ta có thể confirm bằng cái giải phẫu bệnh. Nhưng cái giải phẫu bệnh là bắt đầu chúng ta đối ở một số các tỉnh rồi. Chứ chúng ta bây giờ cũng không mạnh ở các tỉnh đâu. Chúng tôi đã đi một số các tỉnh nhưng tôi biết là cái giải phẫu bệnh là cũng đuối chứ không phải không. Thế mà nó đuối là tức là rất khó cho chúng ta. Chúng ta cứ bảo vàng chúng ta dựa vào đấy nhưng mà nó cũng chẳng có cái gì để chúng ta dựa cả. Nên là nó hay dừng lại ở cái chỗ chúng ta phát hiện sớm thôi.
một câu hỏi đặt ra cho tất cả các bạn ở trên các đầu truyền hình khác nhé. Sẵn sàng chưa? Có nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ không nhỉ? Rồi. Các bạn, quan niệm ở trong cái ung thư nói chung và ung thư thanh quản nói riêng, các bạn quan niệm thế nào là phát hiện sớm? Bắt đầu từ Khánh Hòa, từ Đa Khoa đã tỉnh ở Quảng Nam, đúng không? Khánh Hoàng, Quân, T2 là rất là sớm. Còn gì nữa không? Trường Mỹ Đức. Đấy. Thì cái khái niệm sớm của các em nó chỉ đúng về mặt khái niệm về bệnh tật thôi, mà nó không có một cái tí nào cái khái niệm về thực tế cả. Các em bảo là chó xuyên rồi mới nói là để mà cắt bằng laser chẳng hạn. Cắt bằng laser là chuyện cắt bằng laser chứ có liên quan gì đến phát hiện sớm đâu. Cắt là về sau này phát hiện cơ mà. Em hiểu ý không? Đồng ý rằng em phát hiện có ở giai đoạn rất sớm thì em cắt bằng laser thì đúng thật. Nhưng mà cắt bằng laser đấy là chuyện của anh Tuấn chứ đâu có phải là chuyện của em. Em hiểu ý chưa nhỉ? Đó. Thì vấn đề ở chỗ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh thực tế của chúng ta ở cái nền y tế hiện tại ấy, nhá, thì phát hiện sớm nghĩa là không bỏ sót bệnh, đồng ý không? Hiểu chưa nhỉ Xuyên? Em kẹp vô chưa hiểu. Qua tay anh mà không bỏ sót thế là sớm, đồng ý không? Không thể nào sớm hơn được ở trong hoàn cảnh Việt Nam bây giờ. Đấy, đấy là các vấn đề. Vậy thì tôi muốn quay lại cái vấn đề mình đặt vấn đề ngay từ đầu, đó là những cái yếu tố đấy mình không được bỏ qua để khiến rằng có bệnh nhân đến trong anh bảo viêm họng, sau đó một tháng hay hai hay sáu tháng nữa mới phát hiện ra thì đấy là muộn. Vậy đối lập với muộn thì là sớm. Sớm nghĩa là mặc dù nó có tổn thương bất kể ở giai đoạn nào nhưng chúng ta vẫn không bỏ qua thì đấy là sớm, đồng ý không? Bây giờ có một cái T3 nó đến với em nhá, thì đấy là sớm hay muộn? Về bệnh học thì là muộn rồi, đúng không? Thế nhưng mà em là ơi cái này viêm họng đấy, cái viêm thanh quản đấy, tháng nữa mới kiểm tra lại, thì đấy là không phải là việc của chúng ta nữa rồi, đúng không ạ? Chúng ta phát hiện ngay từ T3 đấy thì coi là sớm rồi, không thể sớm hơn được nữa. Sớm hơn bằng cách nào? Chui vào nhà người ta để khám à? Không thể được, đúng không? Đó. Thế thì vấn đề sớm ở đây là vấn đề rất thực tế, là chúng ta không bỏ qua bệnh là sớm. Chúng ta lưu ý như thế. Và ở trong tất cả các cái
các thầy ở trên này các thầy cứ cấu với chúng mày ở dưới đấy là chúng mày có như thế mà chúng nó cũng bỏ qua cái chuyện này không? Thì đáng trách là khi mà chúng ta bệnh nhân đến với chúng ta mà chúng ta bỏ qua cái bệnh ấy thì tức là mất cái cơ hội chữa bệnh của người ta, đấy là muộn. Và ngược lại chúng ta không bỏ qua, người ta còn cơ hội thì đấy là sớm. Chứ chúng ta cũng thì đúng rồi, T1 thì là sớm mà TX thì lại càng sớm hơn, nhưng mà đâu có phải là lúc nào mình cũng phát hiện được. Mà cái TX nó vừa mới đến xong anh lại bảo đây là viêm thanh quản mãn tính, xong rồi để đến T1 thì lúc ấy là anh là muộn rồi chứ đâu không phải là sớm, đồng ý không? Lúc ấy anh đã bỏ qua mất cái giai đoạn carcinoma tại chỗ rồi, thì đến lúc một tháng sau nó đến T1 rồi thì hoặc là vô phúc lên T2 rồi mà vẫn bảo là tôi là sớm à, thì là không được. Các em hiểu không nhỉ? Dạ. Trời. Rồi, còn vấn đề gì trao đổi nữa không các em? Nếu không có gì trao đổi nữa thì chúng ta dừng lại ở đây, phải không ạ? Còn có một câu hỏi của bạn Hà Mạnh Hùng là phải xin hỏi là phân biệt lao thanh quản, đấm thanh quản, u nhú ung thư trên hình ảnh nội soi thì như thế nào? Học đi. Các em lưu ý là nên lao thanh quản thì cái đơn giản nhất mà cái đặt vấn đề là cái gì? Hùng nó có phải ngược lại có em nhưng không phản hồi bằng cái ấy nữa, không phản hồi được thì trả lời mình đang trả lời cái gì nhỉ? Nhắn tin ở trên thì đấy, nhưng mà nó nghe được nó sẽ nhắn lại gì đó. Không trả lời có bạn Hà Hùng bây giờ làm việc ở đâu ấy nhỉ? Họ trả lời là chẩn đoán phân biệt giữa lao thanh quản với lại ung thư thanh quản. Thì thầy có hỏi lại Hùng một cái là cái lao thanh quản, cái biện pháp đơn giản nhất cho để phân biệt với lại ung thư thanh quản đầu tiên là cái gì? Mà trong sách và trong tất cả kiến thức thầy đã dạy rồi, Hùng trả lời một tin nhắn khẩn trương. Cái này thì không giúp mà. Cái này không. Cái này thì có đơn vị nào có bản quyền. Đó là bản quyền. Việt Nam thì không. Việt Nam vẫn nguyên được. Còn lại theo dõi những bản kết. Kết nhận lại. Đoạn là 5 phút. Đoạn 3 phút. Đề hình Hùng nhắn lại câu trả lời câu hỏi. Trả lời cái câu hỏi vừa rồi. Sau 2 phút không trả lời thì đề nghị Xuyên trả lời. Xuyên trả lời cái hình ảnh một cái tiếp cận một cái lao thanh quản đơn giản nhất dựa vào cái gì? Rồi đúng rồi, đồng ý, ngắn gọn thôi. Những cái gì cái gì được chân lý thường rất ngắn gọn, không được dài dòng. Là lao thanh quản thường lan thứ phát sau lao phổi.
Vậy chúng ta hãy tìm mọi dấu hiệu của lao phổi đầu tiên, đó ạ. Chúng ta thấy cái tổn thương ở thanh quản cộng với lại cái tổn thương ở phổi thì vậy a à, đây là cái gì? Không thể nào là cái ung thư thanh quản di căn được, mà thường là cái lao phổi di căn lên, à, bắn lên, đó ạ. Đồng ý không? Đấy là cái kiến thức cơ bản nhất, là đầu tiên anh phải xem là có lao phổi hay không trước khi anh nhận định những chuyện đấy, đó ạ. Cái thứ hai nữa là người ta dựa vào các triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng của lao thanh quản gồm có những cái gì? Em có thể tiếp tục phát triển cái câu trả lời của em đi. Em đã gặp chưa đã? Thì em biết ngay. Dạ, thì nó gặp cái đấy hoặc là em sẽ mô tả. Rồi, thì bây giờ triệu chứng của lao thanh quản, à, của lao thanh quản nó đặc trưng bởi cái gì ở cái hình ảnh lâm sàng? Đấy thì nội soi là chính, là nội chứng lâm sàng, còn gì khác nội soi đâu? Tổn thương phổi chúng ta vừa tìm rồi. Nội soi thì thấy bình thường, tổn thương của chúng ta vừa cái gì mà cả vừa cả gì không? Đúng rồi. Đó, thế là tổn thương đa hình thái của đa vị trí ở mặt. Đó. Tổn thương có gì đặc biệt nữa ở trong cái nhận xét để trong cái hình ảnh người soi? Rồi, nó thường bẩn, nó thường bẩn hơn và nó thường và có nhiều giả mạc hơn ở các vị trí khác nhau của thanh quản, phải không ạ? Đó, thì đấy là những cái dấu hiệu và gợi ý. Thế còn những cái dấu hiệu mà ví dụ như chúng ta nghi ngờ lao phổi tiến triển thì chúng ta phải làm tất cả các cái như BK hoặc là tất cả các phản ứng lao, phải không ạ? Mà ở đây thì nhắn nhủ thêm với chúng ta một tí nữa là khi mà đã lao thanh quản thì về mặt lâm sàng đây là một cái lao tiến triển nhé. Khi mình nghi ngờ một cái thì làm công tác cách ly với gia đình của người ta luôn cho đến lúc mà mình tìm được cái bằng chứng của nó. Chứ nó là có rất nhiều cái lao mà chúng ta bây giờ mà chúng ta thấy thì nó cũng là bình thường thôi. Nó cũng mang tu BK nó thường âm tính, nó có mức độ lây lan nhiễm nó không mạnh. Nhưng khi nó đã có lao thanh quản thì thường là nó kèm theo một cái lao phổi đang tiến triển, mà chúng ta nghi ngờ một cái là chúng ta phải cách ly của gia đình luôn để cho nó không thành thảm họa, vợ con rồi những người tiếp xúc xung quanh là có thể bị lao luôn. Đó là chúng ta lưu ý một tí về mặt lâm sàng. Tiếp tục các câu hỏi khác. Cùng với tôi là tôi. Có một câu hỏi khác của Nguyễn Thủy ấy. Thưa thầy, em đã gặp trường hợp lao thanh quản nhưng CT phổi lại bình thường. Như vậy có thể nghĩ đến nguyên phát ở đâu được ạ? Không, cái chuyện đấy nó không có thì cũng là chuyện là bình thường thôi. Chẳng có gì đặc biệt là người ta chỉ có là cái tính chất hay gặp thôi. Ví dụ như người ta cảm thấy rằng cái đỉnh phổi của một bên, nhất là hình ảnh của lao thanh quản nó thường soi gương, bên thanh quản nào bị nhiều thì cái phổi đấy bị nhiều. Chứ còn các em bảo thế lao hạch thì không có, có phải là lao thanh quản, có phải là lao phổi không, rồi là lao xương trũng và lao phổi không thì nó không có, đúng không ạ? Nó không nhất thiết, vì chúng ta biết là đường truyền của lao đôi khi nó truyền theo được mạch huyết, nó truyền theo các đại thực bào đó, thì không nhất thiết là nó phải truyền theo đường phổi là cái đường hô hấp, đường trực tiếp. Chứ còn những cái đường khác, đường máu, đường mạch huyết, đường đại thực bào thì không thể nói được là nó có thể truyền đi tất cả các nơi khác. Từ cái lao phơi nhiễm hoặc từ cái tiếp xúc lao ban đầu với lại cái môi trường bên ngoài thôi. Người ta chỉ tính là cái tính hay gặp của nó thôi, chứ không phải nhất thiết. À, Hùng nhắn là em xin lỗi em vừa khám bệnh. Ông thấy lao lực tiếp. Hết rồi, chưa? Qua hết rồi, câu hỏi rồi. Thôi, chào các em nhé, chào mọi người, chào ạ. Con xin em xin kết thúc cái buổi khám của mình trên hai ngày hôm nay ở đây. Em xin trân trọng cảm ơn phó sư tiến sĩ Tấu Xuân Thắng
Cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phạm Minh Tuấn và xin cảm ơn các anh các chị và các bạn các đầu cầu đã tham gia buổi hôm nay. Xin gặp lại tất cả mọi người trong 2 tuần sau. Chú ý mình phải quản lý những người tham gia.